Hello, xin chào mọi người. Tăng cơ đây. Thì Kendo sắp ra rồi, cho nên là chúng ta làm luôn cái tier list 1.1 để coi gọi là sắp xếp lại tất cả những cái nhân vật đã ra mắt theo ý của mình, coi là những nhân vật này có mạnh hay không, rồi dự đoán trước là liệu Kendo sẽ như thế nào ở trong cái meta hiện tại ha. Ok, thì main hai nhân vật chính của chúng ta và ba nhân vật này thì chưa ra mắt, cho nên là mình sẽ không sắp xếp ha. Mình chỉ sắp xếp những người đã có kiếp rồi thôi, cho nên là bây giờ chúng ta bắt đầu vào video luôn đi. Nhưng mà trước khi vào video thì nếu mà mọi người thích những cái content kiểu này thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông để mà nhận được những thông báo mới nhất về những cái video của tụi mình ha, và ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Xếp theo thứ tự luôn đi ha. Đầu tiên chúng ta có Social 11 thì mình nghĩ sẽ ở đầu A, bởi vì cô ấy mình thấy là mình có Social 11 không chấn và đã chơi cô ấy chung với lại team Koleda và với lại chị này rồi, cho nên là đây là một nhân vật mình nghĩ là khá là ổn nếu mà đối thủ có điểm yếu hỏa hiện tại là rất là ngon, nên là mình thấy là cô ấy xứng đáng ở vị trí A ha. Shokaku, tại là mình đang thấy team mạnh nhất của Shokaku đó chính là chị Lenjo này này. Nhưng mà tương lai thì mình nhớ theo clip Miyabi cũng sẽ là một nhân vật hệ băng ha, và cùng team với lại Shokaku luôn, cho nên là để vì hiện tại và tương lai á, Enjo vẫn là một nhân vật quá mạnh, cho nên là Shokaku thật ra cũng có thể bút được những nhân vật khác nữa. Và ở điểm yếu duy nhất của cô ấy là cái thời gian on field quá dài thôi, hơi dài xíu theo ý của mình, cho nên là Shokaku hiện tại mình nghĩ vẫn sẽ ở cuối S. Cuối S là hợp lý ha, mình nghĩ cuối S hợp lý. Anh quản gia thì ở đây đi ha, anh ấy quá mạnh rồi, không có gì để bàn cãi nữa hả. Sau sự ra mắt của Chiên Di này thì anh quản gia bị yếu đi một xíu do là Chiên Di mạnh hơn ha, nhưng mà vấn đề là nếu mà mọi người có anh ấy thì anh ấy vẫn là một con rất là mạnh, đặc biệt là trong team của Ellen Cho, cho nên là việc xếp anh ấy ở đây thì mình nghĩ là một chuyện hoàn toàn sẽ hợp lý. Ok, Corin thì mình nghĩ là hơi hiện tại thời gian on field của cô ấy hơi dài, và cái việc là một hệ vật lý là một điểm cộng ha, bởi vì có thể gây phản ứng được, nhưng mà mình nghĩ là đam đầu ra của Corin không quá ổn, cho nên là hiện tại mình xếp Corin ở đây mình nghĩ là hợp lý. Chị này thì mình nghĩ ở đây đi, nhà 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 quản gia ai cũng mạnh hết mọi người, nhà quản gia lên S ai cũng mạnh hết. Hiện tại đây là nhân vật duy nhất có thể búp được xuyên giáp, cho nên là rất 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 là mạnh ha, cũng là nhân vật duy nhất, cho nên là nếu mà có chị ấy thì chúng ta mới có thể sử dụng được, chúng ta mới có thể sử dụng cái tỷ lệ xuyên giáp một cách hợp lý, còn nếu mà không có chị ấy thì chúng ta không thể sử dụng được cái này hợp lý cho lắm, cho nên là mình nghĩ là hiện tại cho cô ấy ở tầm cuối S là mình nghĩ là hợp lý rồi. Tình đâu ra nhạc vậy. Đó, cuối S mình nghĩ là hợp lý ha. Ellen Cho thì không bàn cãi nữa, nhưng mà S hiện tại ngoài Zhuzhan với lại Ellen Cho ra, những DPS khác thì mình nghĩ vẫn không không có tuổi so với lại hai hai người này. Tại hai người này hiện tại là hai DPS S duy nhất, gọi là tiên phong S duy nhất mà limited nha, và hiện tại team của hai người này cũng đã hoàn chỉnh, gần như hoàn chỉnh full rồi, và team của hai người này cũng cực kỳ mạnh nữa, cho nên là việc mình xếp hai người này ở S thì là hoàn toàn hợp lý ha. Anton thì mình thấy là một cái nhân vật có đầu đam cũng khá là ổn, nhưng mà kiểu như là so với lại 11 thì mình nghĩ là không ổn bằng, cho nên là mình vẫn sẽ xếp anh ấy ở cao, gọi là đầu đầu B, nhưng mà anh mình nghĩ là xếp lên A thì so với lại 11 thì hơi lố. Ok, Ben Ben Bigger hiện tại nhân vật duy nhất gọi là xếp chung với lại Koleda cực kỳ kết hợp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà trừ cái việc đó ra thì nếu mà mọi người không có Koleda thì chơi với Ben Bigger thì nó cũng không phải là một cái lựa chọn hợp lý cho lắm, và mình nghĩ là cái việc scale phòng ngự của anh ấy cũng là một cái điểm trừ, bởi vì cái set phòng ngự là một cái set khá là khó farm, cho nên là mình sẽ xếp anh ấy ở C. Koleda thì hiện tại là một trong ba nhân vật khống chế S, tuy là cái lượng khống chế của Koleda thì nó thấp, được gọi là khá là thấp ấy, nhưng mà nếu mà mọi người chơi quick swap kiểu với lại 11 ấy, thì mình thấy là khá là hợp lý, cho nên là việc xếp xếp Koleda ở A thì mình nghĩ là không có vấn đề gì ha. Giờ tới chị này. Giờ nói sao ta, nói sao cho hợp lý nha. Chị ấy thì là một nhân vật rất là mạnh ha, một nhân vật chỉ thường, Raze thì một nhân vật chỉ thường, kiểu như là chị ấy hiện tại trong team điện á, thì mạnh hơn Anton thì đúng ha, nhưng mà tương lai á, thì nếu mà Ellen
Chendo ra thì lát nữa mình sẽ nói về Chendo sau thì dễ có thể lép vế một vài phần. Nhưng mà nếu mà chơi dual carry chung với Chendo luôn á thì mình nghĩ là lại một lựa chọn hợp lý và có thể sử dụng được, cho nên là mình vẫn sẽ để trên đây tầm tầm này ha, mình sẽ để Grace tầm này. Anh Bi thì giờ là nhân vật 4 sao và nó cũng đã ra được ba nhân vật 5 sao gọi là khống chế rồi. Nhưng mà cái mức độ anh Bi ở đầu game cho tới hiện tại, nếu mà mọi người chơi ổn thì nó vẫn là một cái lựa chọn rất là hợp lý và nó rất là rẻ, bởi vì anh Bi là nhân vật được free. Nên mình nghĩ là anh Bi ở đầu B vẫn là một lựa chọn khá là ổn và mọi người có thể cân nhắc build của ấy nếu mà mọi người đang thiếu một khống chế ha. Nekomata vẫn là một tiên phong DPS. Và mọi người có thể chơi cô ấy chung với lại cái team mà dị thường vật lý á, kiểu như là khi mà Piper hoặc là Erlen Joe cái lộn Chendo kích dị thường vật lý, rồi chúng ta có thể chuyển qua cô ấy và cô ấy có thể gây ra một cái lượng sát thương cực kỳ ổn. Cho nên mình nghĩ là hiện tại Nekomata được một cái vật lý là một cái điểm cộng rất là lớn, và chúng ta có thể để cô ấy ở A ha, tầm này này, ba đứa chi viện, ba đứa đam A ở banner thường thì nó sẽ tầm tầm cái này ha. Hiện tại nó vẫn sẽ như vậy, cho tới tương lai thì những nhân vật mới ra thì nó mạnh hơn thì chúng ta sẽ xếp những nhân vật này thấp hơn, nhưng mà hiện tại mình cũng thấy ổn là như vậy ha. Mình nghĩ là Billy thì nó sẽ tầm ngang với Anton ha, ngang với Anton, hai đứa này là đầu game mọi người có free free Billy, và nếu mà mọi người build Billy là một nhân vật tiên phong vật lý thì nó cũng sẽ khá là ổn, nếu mà mọi người không có Nekomata đương nhiên rồi. Ok thì mình nghĩ là tầm tầm này là hợp lý này. Chị này thì mình chắc chắn là chúng ta sẽ lên hạng rồi, bởi vì sau khi mà Zuyuan ra mắt thì chúng ta có thể thấy đây là nhân vật support mạnh nhất cho Zuyuan, Nico là nhân vật support mạnh nhất cho Zuyuan, và không có thể không có gì để bàn nữa ha. Việc việc cô ấy support tốt nhất cho Zuyuan và cũng là nằm trong một team có hai hai một trong hai team mạnh nhất thời điểm hiện tại của game, đó chính là Erlen Joe và Zuyuan, thì đương nhiên là cô ấy sẽ có một vị trí ở trên này rồi, nhưng mà không thể so với cô Sokaku được, bởi vì Sokaku nó tăng quá nhiều tấn công, và việc nằm ở việc là nó rất là generic luôn, chứ nó không phải là ở cái việc là tăng đam băng hay không nữa, bởi vì cái đam chính cái tăng chính của Zuyuan của con này nó sẽ là nằm ở cái việc tăng tấn công ha. Tiếp theo chúng ta tới với lại Lucy. Lucy thì mình sẽ ưu ái cho cô ấy ở vị trí đầu A, bởi vì cô ấy là một chi viện cũng bất tấn công ha, tuy là không nhiều bằng 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 không nhiều bằng bé Sokaku ấy, nhưng mà cô ấy vẫn bút một lượng lớn tấn công và có thể sử dụng trong team hỏa, là một team rất là mạnh hiện tại với Soldier 11. Và việc cô ấy bút generic là tấn công như vậy thì tất cả những nhân vật khác cũng có thể xài được. Có một cái biến thể của team 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 Erlen Joe là mọi người chơi cả Sokaku với lại Lucy ấy, thay vì chơi với lại Rina nếu mà mọi người không có Rina. Cho nên là việc xếp một chi viện ở đầu A thì mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý ha. Piper thì rất là bất ngờ thì mình sẽ xếp Piper ở đầu A gần gần tầm này, bởi vì đây tuy là một nhân vật 4 sao nhưng hoàn toàn rất là free to play, và mọi người chỉ cần build tinh thông dị thường và hiệu quả dị thường ấy là hoàn toàn có thể chơi được rất là hiệu quả Piper, bởi vì đây là một nhân vật dị thường vật lý, và dị thường vật lý là gọi là có thể gây ra được lượng đam đầu ra cực kỳ lớn đối với lại những quái mà có thể điểm yếu vật lý hoặc là không có điểm yếu, cho nên là việc Rina trên này là hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà nhân vật tiếp theo thì 5 sao phiên bản 5 sao của cô ấy thì chắc chắn sẽ đứng cao hơn cô ấy rồi đúng không? Chuyên gì S, mình nghĩ chuyên gì là hợp lý ở đây này. Đó, chuyên gì ở đây thì mình lý do là bởi vì chuyên gì sẽ là một nhân vật rất là mạnh đó, nhưng chuyên gì sẽ là một nhân vật đã là một nhân vật hiện tại là khống chế mạnh nhất, nhưng mà bị cái là khống chế on field ha. Nhưng mà cái hiệu quả khống chế của cô ấy là không thể bị được bởi bất kỳ nhân vật nào khác hiện tại trong game, kể cả đối với lại ngải sói luôn. Cho nên là chúng ta sẽ để anh Chingy ở đây là một cái điều hoàn toàn hợp lý, và Chingy cũng đang là core của team Zuyuan nữa. Cho nên là S là hợp lý ha. Kendo cũng tiếp theo là sẽ là một nhân vật của team đội đặc nhiệm ha. Và Kendo thì mình sẽ ưu ái cho cô ấy vị trí ở trên này luôn đấy. Ok, nhưng mà cái T-list này nó hơi nhìn nhìn mọi người ép nhiều quá nhìn nó cũng không được đúng không? Để mình xếp lại xíu ha. 5 minutes later. Vậy mình nghĩ nếu là mình nghĩ là sau khi đổi lại thì như vậy là hợp lý này, Sokaku sẽ bị rớt xuống đầu A ha. Rồi đầu của đầu A luôn á. Còn tiếp theo những nhân vật nó sẽ nhìn như thế này ha. Đó, mình nghĩ sẽ là như vậy. Bởi vì Chendo là một dị thường vật lý, là cái hệ gọi là mạnh nhất cho cái việc gì chơi dị thường hiện tại ở đây. Và cô ấy cũng là một nhân vật
Năm sau chuẩn bị ra mắt nữa, và chúng ta đã được test cô ấy ở một chấm ở trong cái cốt truyện rồi. Vậy chúng ta cũng có thể thấy là tuy là cô ấy là phiên bản dùng thử nhưng mà đam đầu ra của cô ấy cũng rất là cao ha. Nên nếu mà mọi người kết hợp tốt team và mọi người chơi những cái nhân vật mà phù hợp với cô ấy thì hoàn toàn có thể Chendo là đưa ra cái đầu ra DPS cực kỳ cao. Cho nên là mình nghĩ là cô ấy ở sẽ tầm này ở S là hợp lý này. Tầm này á, kiểu như ngang với lại ba ba DPS đầu ấy, tại vì cơ bản là những hiện tại đây là những DPS năm sao duy nhất của chúng ta mà limited. Cho nên là tầm này là hợp lý. Còn tiếp theo chúng ta có anh sói, một anh mèo đúng hơn, nó đúng là anh mèo. Thì anh ấy là một bảo hộ tiếp theo giống như là Bendigger, nhưng mà anh ấy thì lại là support theo kiểu tạo khiên scale attack cộng với lại anh ấy sẽ scale theo dị thường của mọi người nữa, gọi là anh ấy bút đam tinh thông dị thường của mọi người lên, giúp cho những nhân vật dị thường có thể gây được lượng đam tối đa. Và cho nên là mình nghĩ đây là một nhân vật khá là mạnh đi slot 3 của các team dị thường là stable luôn á, anh ấy sẽ là stable ở team dị thường luôn. Cho nên là mình sẽ ưu ái dành cho anh ấy ở vị trí đầu B ha, thậm chí trên cả Grace nữa, bởi vì anh ấy sẽ kết hợp tới với cả Grace, với cả Piper, với cả Chendo chắc chắn rồi. Cho nên là việc anh ấy ở đầu đầu B thì mình nghĩ là cũng không quá bất ngờ ha. Thì đó, thì đây là cái dự đoán của mình về Seth và Chendo ha. Đấy, nếu mà mọi người thấy cái tier list lần này như thế nào? Mọi người thấy là có gì mà mọi người muốn thay đổi cái tier list này không? Thì mọi người hãy bình luận xuống phần bình luận để mà mình biết ha. Mình sẽ trả lời tất cả bình luận ở dưới phần bình luận của video. Còn nếu mà mọi người thích cái video lần này thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ cho bọn mình ra những cái video kiểu kiểu này tiếp ha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở trong các video lần sau. Hãy nhớ ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video ha. Rồi. Bye bye.